bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở nhà bạn của mình nhá. Hôm nay thì mình đến, mình cùng với lại hai con của mình đến đây chơi. Ở bên Đan Mạch ấy thì mình cũng có một hai người bạn thực sự rất là thân. Và đây là người bạn này đến từ Iran nhá. Thì cũng qua Đan Mạch sống được khoảng hơn 5 năm rồi các bạn. Thì cứ thi thoảng thì mình đến nhà bạn mình chơi và thi thoảng bạn thì lại đến nhà mình chơi. Và hiện tại thì mình đang ở nhà của bạn mình đây. Và hôm nay thì đến đây thì sẽ được ăn cơm. Lần nào đến đây thì hầu như là mình cũng đều ăn cơm ở đây. Và khi mà bạn mình đến thì mình cũng sẽ làm cơm chơi gần như là một ngày ở đây nha các bạn. Đấy, lần nào đến thì bạn cũng chuẩn bị đồ ăn rất là hoành tráng nha. Đấy, đây, một đàn trẻ em kia đang chơi kia. Và leo vào đu kia. Ok. Yeah. À, xem bạn mình nấu cái món gì đây. Đây. À, đây là cái quả đỗ, nó có tên là ba mi ấy. À, đây và nấu cùng với lại thịt nha các bạn. À, cơm đây. À, vậy thì à, nho nho khô nha. Yeah, ok. Wow. Click like a button for the banana eggs pizza. Ok. David. Làm gì đấy con? Ôi 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 trời ơi, chàng ta sợ ngã gớm khiếp. Đi rất là cẩn thận luôn. Wow. À, ngon không các bạn ơi? Dã man chưa? Đấy, lần nào đến thì cũng được tiếp đãi rất là nhiệt tình. Đây, thế này lại phải ăn rồi. Này, đây là kimbap này. Đây là được làm từ bò nhá. Và hầu như là ở bên này thì toàn ăn thịt bò với lại thịt cừu là chính ấy các bạn, và thịt gà nữa. Đây thì nấu cùng với đỗ cũng là thịt cừu ấy. Lam là ốc sò cừu. Đây là nấu với lại thịt cừu này. Cơm này các bạn, đây là tất cả các món ăn này là nấu theo kiểu người Iran nha các bạn. Cơm này thì cũng nấu và có thêm một ít nho khô nữa này, nấu cùng này. Đấy. Và đây cái món này là gà nha các bạn. Trong nước sốt cà chua, tương cà chua đấy, cho vào trong lò nướng. Chính vì vậy là nó hơi đen đen một chút như vậy, nhưng mà nó phải sánh sánh như vậy thì nó mới ngon nhá. Đấy, bên cạnh đây thì là salad này. Wow, đây là đồ uống này. Wow, đẹp chưa các bạn? Như là một cái đội hình ở trong nhà trẻ này. Hi. Mà chị nhớ Henerectic là can we pizza nu? Ăn bây giờ nha. Ăn cơm nhá. Ok, then I look. Này, một cái miếng thịt cừu đấy nha các bạn. Ăn ngất ngây luôn, phê luôn. Giờ xin mời cả nhà nhá. Mình ăn quen cái kiểu như vậy rồi các bạn ạ. And I smell right the god. This smell right the god for fries. Có ăn hết cái này đi mà mẹ lấy cái đấy. Lisa, you have to go. No, you have to go. Then a little chili here. No. Wow. Ngon quá. I've known to have David. Mm-hmm.
Yes. Tic tac to Whoopi. Whoa, that's a good. Ngon quá. Cứ ngồi ăn thôi các bạn. Mình phải kéo tờ mù. Một đàn gỗ tư mẹ đi á bài lạc. Một đàn gỗ tư mẹ đi á bài lạc. Thú. Thì ra chỉ gần. Nhớ mẹ vô đàn gỗ tư mẹ. Đi phô là phô hô là nào. Phô là phô hô là nào. Mít. Thả thú là đi khu lê sức. Đến hẹn. Lô kê đô. Vé. Nhai đi mà lạc mắc vé. Tiếc lý xa mù thơ. Mẹ yên lý xa. Là salad này, cho một ít cái nước sốt này vào ăn cùng. Ừ. Ừ. In Vienna, in Garcon, but she my Elia with them, Hansia, Baya, Di Baya, the Asia. The direct is my God, give me some sauce. Ôi giời ơi! Bác léo vậy! Ơ, đây, đi, cắp! Cắp, 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 xin! Nó cho cái gì vào đằng, đằng sau con ấy? Hả? Nó cho cái gì vào đằng sau con ấy? Vas pizza du? Hả? Pizza aqua. Aqua? Em mèo có? Yeah, I'm Miss Grancia. Grancia? Vas pizza David. David con ăn gì ấy? Ôi giời ơi. Pizza ngô. Ngô? Không phải ngô. Dưa chuột đấy, em ăn dưa chuột đấy. Hả? Thế con mời các cô chú ăn chưa nhỉ? Mời các cô chú ăn của mình con nhé. Ăn cái gì nào? Ăn gì nào? Ăn dưa chuột. Ăn dưa chuột. Ăn gì nữa nào? Mango. Yes. Yes, so have more game pizza. Ôi trời ơi, trông như là chết đói tệ nạn năm 45 ấy này. Yeah, Lily some the my suit the niggas. Ôi giời. Ôi giời ơi. Cái gì thế này? Trông có giống như là chết đói thật không hả? Hả? Ôi giời ơi, David.